Khu Audio xin chào tất cả các bác yêu âm thanh nhé. Vâng, buổi chiều ngày hôm nay, chiều ngày thứ hai, ngày mùng 7 tháng 11 năm 2022, em tranh thủ làm một cái video ngắn giới thiệu qua một số những mặt hàng mới vừa mới về. Vâng, về đợt này thì toàn hàng khủng thôi các bạn, toàn hàng high end thôi. Vintage cũng có, high end cũng có. Đấy. Toàn là con đẹp xuất sắc, rất đẹp. Thì trong video này là em sẽ giới thiệu, em không test nha các bác nhé, em chỉ giới thiệu tất cả, em đã test hết rồi và dần dần em sẽ làm video dần dần đưa lên cho các bác tham khảo. Con thứ nhất em muốn giới thiệu với các bác là một con âm ly Brand Sen IPA 80, đây là dòng âm ly của Đức các bác nhé, âm ly của Đức. Các bác chưa high end, các bác chắc cũng biết về cái dòng này. Đây là dòng high end nổi tiếng của Đức, đời mới. Và âm ly này nó có cả khiển luôn các bác, khiển zin luôn các bác nhé. Brand Sen. Về model IPA 80. Con này với công suất là rất là khủng, lên tới 600W. Nó chơi rất nhiều những loa cây cột của nó, Buxell hay đặc biệt là dòng loa Đan Mạch, dòng loa của Đức khó nhằn, hoặc là dòng loa của Anh. Con này thì đẹp và xuất sắc, thiếu xốp rồi, đẹp xuất sắc các bác ạ. Em chụp đầy đủ hết hình ảnh nội thất bên trong, bên ngoài, phía trước, phía sau. Bác nào quan tâm thì các bác cứ alo hoặc kết bạn Zalo cho em nhé. Đấy, con này là em giới thiệu kỹ hơn về con này một tí. Để khiển con này là con này cũng rất là hay, là khi mà mình tắt nguồn thì là cái volume nó trở về không, tự động trở về không. Ví dụ các bác điều chỉnh là cho to nhỏ này. Trời xuân bao tươi thắm. Và khi mình tắt nguồn một cái thì là tất cả cái volume nó sẽ trở về không. Đấy, nó hay là như thế. Sau khi các bác bật nguồn lên thì các bác phải điều chỉnh volume ở đây, hoặc là các bác có thể điều chỉnh volume ở đây. Thì con này thì có cổng phono CD tuner X1, X2, X3, rất nhiều đường ăn chơi luôn, tất cả rất nhiều cổng kết nối để chọn vào. Đúng, nguồn cái này nằm ở phía sau các bác nhá. Cái này em chụp rất kỹ rồi, bác nào quan tâm các bác cứ alo cho là em. Về con âm ly này là em bán với giá là 26,5 triệu nha các bác nhá, 26,5 triệu, rất hợp lý đối với một con âm ly dòng high end của Đức. Và con này nó chơi rất nhiều loa hay, em cho nhỏ tiếng một tí. Vâng, 26,5 triệu với con âm ly là Brand Sen IPA 80, công suất là 600W. Con này thì oánh rất hay. Con này nó có 3 nguồn. Và nó có 3 nguồn. Hai cục nguồn để cho cấp cho hai kênh. Đấy. Như vậy là một cục nguồn nó cấp cho đường follow riêng thì phải. Các bác nào biết dòng này các bác tra thêm nhé. Bộ thứ hai em muốn giới thiệu với các bác một bộ Roxanne của anh. Bộ này cũng là có khiển zin. Bộ này em đã đưa lên trên trang cá nhân của em rồi. Khiển con này rất là độc đáo luôn, vừa khiển phím cơ và vừa khiển phím cảm ứng các bác nhé. Cảm ứng là các bác chọn ở đây. Đấy, khiển zin của nó, nhưng rất tiếc là về nó bị rơi mất cái đầu này. Bác nào lấy về là để chế cũng được hoặc có để zin thế chơi cũng được, khiển rất là bình thường, không có gì cả, chỉ rơi mất cái đầu này thôi. Đấy, bộ này thì cũng là đẹp, thiếu xốp. Con âm ly Roxanne Kanji K2 và con CD là Roxanne Kanji KC1 MK3. Đấy, tất cả con này thì nó quá đẹp, đẹp long lanh luôn các bác ạ, đẹp long lanh luôn. Em quay phía sau cho các bác nhìn. Đấy, con này với công suất là lên tới là 800W, 800W. Đường 8 ohm nó sẽ là 120W cho 8 ohm. Và đường 4 ohm nó là 190W. Made in England các bác nhé.
con âm ly này nó rất đẹp, hàng toàn hàng từ bên kia về đẹp long lanh luôn. Long lanh cái này là vết để đổ lên thôi, không có sao cả. Tất cả các cổng, các cắm, các bác mạ vàng sáng choang, kể cả cọc loa của nó mạ vàng sáng choang luôn. Bộ này em đã tháo ra chụp đầy đủ chi tiết bên trong bên ngoài, rất đẹp. Và em báo giá luôn, báo giá nhanh với các bác luôn, là bộ này là em bán với giá là 37,5 triệu cộng khiển gì, 37,5 triệu. Các bác nào mua lẻ giờ thì em cũng bán nhé, các bác cũng alo. Đấy, rất đẹp luôn. Bộ này toàn những về cái con âm ly toàn mặt trắng, trắng đẹp như là ngọc trinh luôn, không một vết xước sát nào, long lanh mịn màng. Và chất âm những dòng như này thì em có các bác là chơi những dòng loa cây cột đầy mới Buxell tuyệt hay luôn. Đấy. Tiếp theo nữa là em giới thiệu với bác hai con âm ly dòng ít tiền thôi, Philips 302. Con này là chạy là 4 sò than Motorola, đẹp cũng thiếu xốp, và giá bán là 6 triệu. Đấy. Con Radiona 603 thực chất nó là Philips. Radiona 603 thực chất nó là Philips 603 các bác nhé. Con âm ly này thì cũng là đẹp long lanh hoành đào. Có hơn một vết tí tí ở chỗ này nhưng không sao cả, còn lại là không có vết lông chuột nào các bác nhé. Đẹp long lanh, con này bật đèn lên, con này là bật radio, khi bật nguồn lên là cái đèn lên đẹp lắm, vàng ươm. Đấy. Và con này này em bán với giá là 8,5 triệu. 8,5 triệu. Ở phía sau của hai con âm ly này đây, bác nào có nhu cầu thì bác cứ alo. Con âm ly đều rất đẹp, nhìn cái dây nguồn thì biết là chưa sử dụng ở Việt Nam, cái tem này còn trắng tinh. Còn hàng E về các bác ạ, rất là mịn màng luôn. Tiếp theo con âm ly cuối cùng em muốn giới thiệu ngày hôm nay là con Tanbus TR2075. Con này cũng là thuộc con huyền thoại của dòng Lao Uy rồi. Đấy. Con này thì chắc các bác chơi về cũng không lạ về cái dòng của đồ Lao Uy này. Dòng Tanbus rất là nổi tiếng. Con cao cấp nhất là con 2080 và TR2075 MK2. Và con này xếp vào hàng thứ 3. Và con này là nó chạy là 4 sò nhôm Motorola chân vàng. Con này nó oánh những đời Eaton rất hay, 254466, và những dòng loa Âu Mỹ khác, đặc biệt là dòng loa của Đức hay Đan Mạch, dòng loa cổ, anh nó đánh rất là hay, rất thuyết phục. Cái dòng này về chất âm thì em không cần phải quảng cáo nhiều với dòng Tanbus TR2075 này nữa. Thế là giá bán con này là em bán với giá là 18,5 triệu. Đấy, trong cái clip này là em giới thiệu với các bác là một số những con âm ly về dòng 2N, đó là dòng vintage. Bác nào ưng món nào các bác alo trực tiếp, rồi em sẽ làm clip dần để giới thiệu với các bác nhé. Làm clip dần để giới thiệu với cả các bác để các bác tham khảo. Nhưng con này em đã test rất kỹ rồi, các bác về chỉ việc chơi thôi, và đảm bảo các bác là hàng nguyên zin, đẹp. Bộ đốc san này là bộ rất là hay đấy các bác này. Bộ đốc san là bộ rất là hay. Con này nữa này, con này cũng một số bác đã chơi rồi. Vâng, em xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bác với trong clip này. Bác nào mà đang xem clip mà chưa đăng ký kênh của Minh Khôi, các bác vui lòng và đăng ký kênh ở phía bên dưới để tiện theo dõi những sản phẩm mới nhất của em về, em sẽ cập nhật và đưa lên liên tục, có mới về cập nhật ngay để em phục vụ các bác ở gần xa. Cảm ơn các bác rất nhiều, chào các bác nhé.